Chào các bạn, đã bao giờ các bạn gặp những lỗi như thế này chưa? Trong quá trình soạn thảo văn bản thì mình chắc chắn ai cũng đều gặp những trường hợp như thế này. Vậy thì cái việc chúng ta mắc lỗi chính tả, cho dù các bạn đang soạn thảo về tiếng Anh hay các bạn đang soạn thảo về tiếng Việt, cho dù các bạn đang làm việc với chương trình Office nào đi chăng nữa thì các bạn đều gặp những lỗi về soạn thảo văn bản là như vậy. Nếu như bạn là người đang gặp những trường hợp như vậy thì đây là cái video sẽ dành cho bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn với các bạn cách để chúng ta sửa lỗi chính tả trong Word 365. Vậy, quá trình sửa lỗi chính tả đơn giản hay phức tạp thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với chương trình kiểm tra lỗi chính tả ở trên Office 365 Word các bạn nhé. Đây là cái văn bản mà mình đã copy sẵn ở đây các bạn này. Đấy thì thông thường các bạn đã làm văn bản rất là nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ thấy là ở dưới này nó sẽ hay có đây cái sọc màu đỏ và cái sọc màu xanh các bạn. Đấy, vậy thì ở đây nó sẽ đang kiểm tra cái lỗi chính tả cho chúng ta. Và có nhiều bạn thì các bạn sẽ tắt cái này đi để chúng ta tiếp tục soạn thảo văn bản. Đấy, vậy thì cái cách thứ nhất mà mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ tắt cái màu đỏ, cái sọc màu đỏ này để tránh cái tình trạng là nó ảnh hưởng vào nhìn cái văn bản của chúng ta cảm thấy khó chịu. Đấy, và nếu như bạn nào giữ nguyên cái này thì chúng ta sẽ có cái phần là cài đặt và kiểm tra cái văn bản mẫu và chúng ta sẽ kiểm tra được cái nội dung văn bản. Thứ nhất là các bạn sẽ tắt cái này đi cho mình như sau. Các bạn sẽ bấm vào phần File và Option. Và trong này các bạn sẽ lựa chọn cho mình cái menu, đấy là Fropping. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống thì chúng ta sẽ tích vào hai cái phần này. Đây, High Spelling Errors, Is This Document Only? Hay là High Grammar Errors In This Document Only? Đấy thì các bạn sẽ tích vào hai cái dòng tiếng Anh này và các bạn sẽ bấm vào OK. Như vậy là nó đã tắt toàn bộ cái sọc màu xanh và sọc màu đỏ ở phía dưới chân của văn bản đi rồi. Đấy thì bây giờ các bạn sẽ đánh thì chúng ta sẽ không kiểm tra được lỗi chính tả. Ví dụ, ví dụ như mình sẽ đánh như thế này. Đấy, thì các bạn thấy là ở trong này nó có rất nhiều lỗi về chính tả mà nó sẽ không hiển thị cái đó cho chúng ta được. Thứ nhất là về cách trống này. Đấy, thứ hai là về cái khoảng cách, về dấu chấm thì nó cũng không đúng. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ làm thế nào để có thể là bật được cái kiểm tra về lỗi chính tả này để các bạn dễ nhìn thấy và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là sửa cái lỗi chính tả này hiệu quả hơn. Đấy, bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái công việc là chúng ta sẽ bấm vào phần File, Option. Và trong phần này các bạn tiếp tục chọn Fropping. Ở đây ấy, thì các bạn sẽ kéo xuống đến cái phần là When Correcting Spelling and Grammar in Word thì các bạn sẽ check vào. Đây, các bạn sẽ check vào mấy cái phần này. Khi mà các bạn check vào mấy phần này ấy, và chúng ta tắt cái này đi thì nó sẽ bật lại về cái lỗi chính tả cho chúng ta để chúng ta tìm. Và tốt nhất là các bạn đừng nên ẩn cái này đi. Đấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng trong cái việc là kiểm soát về lỗi chính tả các bạn nha. Đấy, và sau khi mà các bạn đã bật cái về kiểm soát về lỗi chính tả rồi thì bây giờ các bạn biết là ở trong này cái chương trình này nó đang về cái cài đặt về lỗi chính tả về tiếng Anh. Đấy, cho nên là những cái câu mà tiếng Việt đây này các bạn thì có dấu ấy thì thông thường nó hay bị sai. Đây các bạn thấy không? Ví dụ nó nói tiếng Anh này thì ở trong này một vài cái câu về có dấu này. Đấy, đa phần là những từ có dấu là nó đều bị sai và nó đều tích về cái phần này. Đấy thì trước mắt là cái việc đầu tiên thì các bạn sẽ để sửa được cái này thì các bạn sẽ download về cho mình một cái file. Đấy là cái file này. Mình đã download về đây rồi thì nếu như bạn nào cần thiết thì các bạn có thể search ở trên Google. Đấy, check chính tả này và cái file này nó sẽ là vietnam.dic. Đấy. Các bạn sẽ tìm cái file này. Thì cần thiết nữa thì ở trên cái YouTube của mình ấy thì cũng có thể là mình sẽ để cái link ở trong cái phần mô tả thì các bạn cũng có thể là download được cái chương trình này. Đấy, và khi mà các bạn download về rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt vào trong phần Word như thế nào để nó sẽ check được phần này. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần File,
option. Và tiếp tục các bạn sẽ chọn grouping. Và trong phần này các bạn đấy, trước hết là các bạn sẽ tắt bỏ cho mình ba cái dòng này. Chúng ta chỉ để tích một cái phần là check spelling as you type. Đấy thì chúng ta sẽ check về cái này thôi. Và sau đấy là các bạn sẽ bấm vào phần custom. Đây. Tức là cái tùy chọn về ngôn ngữ đây. Đấy, bây giờ nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái hộp thoại như thế này. Bây giờ các bạn sẽ lựa chọn cho mình. Đây là các bạn sẽ add một cái chúng ta sẽ tắt hai cái phần này đi. Đấy, vì sao chúng ta lại phải tắt đi? Bởi vì nó đang kiểm tra về lỗi chính tả về tiếng Anh các bạn. Đây. Cho nên là nó sẽ không kiểm tra về tiếng Việt cho chúng ta được. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần add này. Và trong phần này thì các bạn cái Vietnamese ở đây ấy, mình đã copy vào đây rồi. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà ví dụ như mình sẽ xóa cái này đi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ copy này. Mình copy cái file mà mình đã download về. Copy. Sau đấy là mình sẽ bỏ vào trong cái phần này. Đây, có nhiều bạn ấy các bạn tìm không ra đâu. Các bạn có thể là đánh vào trong ổ C. Đây các bạn sẽ đánh vào trong ổ C này. Cái đường link như thế này. Các bạn tìm kiếm trên ổ C, use administrator, rồi là app data, roaming, Microsoft. Đấy, ví dụ như các bạn sẽ tìm kiếm các cái từ này. Đấy, có nhiều bạn là tìm sẽ không ra cái app data này đâu các bạn. Đấy, ví dụ như trên máy của mình cũng không có, cho nên các bạn phải bắt buộc là chúng ta phải làm bằng cách là các bạn đây, chúng ta bấm vào đây để có cái đường dẫn. Sau đấy là các bạn sẽ bỏ tích hai cái này đi. Rồi, bấm vào add. Sau đấy là chúng ta sẽ copy. Đây, dán cái file Việt Nam vào đây. Đấy, sau đấy rồi các bạn bấm open. Rồi, bây giờ chúng ta đã tích vào cái phần Việt Nam. Nào, bây giờ các bạn sẽ bấm vào OK. OK. Đấy. Thì bây giờ nó đã bắt đầu kiểm tra về lỗi chính tả về tiếng Việt cho chúng ta rồi. Vậy thì có một vài cái trường hợp mà chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta biết được là nó sẽ kiểm tra nhé. Đây, bây giờ các bạn sẽ thử này. Ví dụ mình sẽ soạn thảo lại một cái đoạn văn. Đấy, hôm nay này, mình phẩy hai cách nhé. Hướng dẫn các bạn. Đấy, bấm G đi. Đấy, mình hướng dẫn các bạn này. Nhập về kiểm tra tiếng Việt trong Word 365. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy này, nó đã bắt đầu, nếu như đoạn nào sai thì nó sẽ check ở phía dưới các bạn. Đây các bạn thấy không ạ? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về cách để chúng ta có thể kiểm tra về lỗi chính tả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để có thể chỉnh sửa cái nội dung này. Đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào phần review. Trong phần review chúng ta sẽ có check document. Đây thì các bạn sẽ chọn vào đây thì chúng ta sẽ thấy này, ở đây nó sẽ đưa cho chúng ta cái kết quả, đấy là 6 cái từ và 3 cái cú pháp. Ở đây thì nó đều sai. Vậy thì các bạn sẽ bấm vào spelling để chúng ta tìm. Nếu như cái trường hợp đây, bây giờ các bạn sẽ kiểm tra về lỗi chính tả nhé. Chúng ta nếu như cái từ này mà đúng rồi thì các bạn sẽ bấm vào phần này. Đây, I know one thì chúng ta sẽ bỏ qua nó đi và nó sẽ check đến tiếp tục các cái từ lỗi chính tả khác. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ sửa này. Nếu như phần này bị sai nhé các bạn. Đây, hôm nay. Đấy, sau khi xong rồi thì các bạn sẽ đây, bấm vào đây. We some checking spelling. Các bạn bấm vào đây để kiểm tra tiếp. Đây, phần bài nhập. Đấy, tiếp tục. Tiếng. Đấy, xem còn nữa không. Đôn. Nếu đúng rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái này để bỏ qua. Đấy, nó sẽ tìm kiếm tiếp Đà Nẵng này, bỏ qua này. Đấy, và bây giờ đến cái phần cú pháp này. Cú pháp thì trong này các bạn, nó sẽ thông thường nó sẽ không tính cái này đâu. Vì là sau cái câu, cái từ của chúng ta ấy, thì theo sau nó sẽ không thể là giấu nhiều chấm như thế này được. Đấy, và các bạn sẽ đây, nếu như trường hợp đúng thì nó sẽ bên này. Đấy,
và các bạn sẽ bỏ qua. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta để đây để chúng ta viết nhé, thì các bạn bấm vào đây để bỏ qua này. Tương tự, bấm vào đây. Đấy, rất ham chơi, các bạn có thể bỏ cái này đi. Theo sau là một dấu chấm. Đấy, rồi đoạn này, kiểm tra tiếp. Đấy, bây giờ sau khi mà các bạn kiểm tra rồi thì nó sẽ cho một cái bảng thông báo về kết quả trong này. Tổng số từ, số ký tự này, số đoạn văn này, đấy, số sentences, số câu này. Đó, thì các bạn sẽ dựa vào đây. Thì thông thường thì các bạn chỉ cần tắt cái này đi thôi. Chúng ta không cần thiết là phải đọc. Ok, như vậy là chúng ta đã check về toàn bộ cái ngữ pháp ở trong cái đoạn văn bản này. Đó, bây giờ các bạn đã kiểm tra an toàn rồi. Đây, ví dụ như ở trong này, nó vẫn đang còn một cái lỗi ngữ pháp nữa các bạn. Đây, tức là có một cái cách chống này các bạn này. Đó, thì mình đang để ở đây để xem nó có hiển thị hay không. Vậy thì nó đã hiển thị cái này rồi, thì các bạn sẽ xóa đi một cách chống. Làm thế nào để chúng ta có thể kiểm tra được cái ngữ pháp ở trong này các bạn? Đây, thừa một cách chống thì nó sẽ kiểm tra. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ bật vào trong này, Option, chọn về Proofing, và các bạn sẽ check ở trong này nhé. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ check ở đây để kiểm tra về lỗi ngữ pháp này, về grammar, về ngữ pháp này, check về grammar, ngữ pháp này. Đấy, thì các bạn sẽ xóa cái này đi, một cách chống. Như vậy là nó đã giúp cho chúng ta có thể là kiểm tra một cách tối ưu và hiệu quả trong cái quá trình mà các bạn đang thực hiện cái việc là check về văn bản. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài tiếp theo nhé.